Cái gì đấy? Người Hàn mà ai mà chẳng muốn người Hàn đi rừng đâu em. Giờ chắc không còn tăng 2 e nữa anh em ạ. Trước tăng 2 e là để hồi không phải để hồi mà là để ăn con chim cho lẹ, nhưng mà giờ tôi thấy tăng 1 e tốc độ ăn chim cũng vậy. Ây da. Hay này. Ui cha, ta lông nó quy theo vai nổi ra khỏi tầm trụ luôn. Khó chịu nhỉ. Trời ơi đừng. Để chi. Cứ phun máu vô không được à? Cứ là lúc giờ thôi. Hay. Gì đấy? Con Grab đi ra thì nó đi đường nhà. Tôi nghĩ là cái món gì mang xà nó hợp nhá. Trận này phải lên giờ đi ra này. Cái món gì mang xà đâu à? Không phải nó hợp nữa, nó là cái món đồ có đam. Đam nhiều là khác. Nhưng mà hơi ít thủ. Nhưng nếu mà lên cái này, lên thêm cái móng vuốt, tôi nghĩ là ổn. Ok. Cái cơ chế mà một con mắt hai thằng nhận tiền nó hết cho anh em, ví dụ kiểu một thằng phát hiện được 30 đồng ấy. Nó hết không hay là vẫn còn? Tôi thấy giờ phát hiện được giờ phát hiện được 5 đồng ạ. 5 đồng không biết là còn được 30 đồng sau khi mắt xá xong hay không. Múa. Yes. À, chắc tiếng Hàn chứ khó Khánh quá đấy. Đừng Korean mà không có biết tiếng Hàn anh em ơi, chết dở thật. Điểm yếu. trốn luôn đi, còn lộ ra nữa thằng ta lông này. Mình đi ăn top anh em ơi, đi ăn top chơi với chắc. Chơi xả cho mông. Thử né. Né đi. Ê sao mình không đánh thường nhờ, mình rờ chi đúng không nhá. Đánh hạt thông rồi bay thử cái cảm giác mạnh cái. Úi rồi. Như kiểu Mai Dương tới chơi bro đấy chứ. Rồi chưa. Quy 1 trượt, quy 2 trượt lưng.
Khỏe đó, cái gì bắn xà 30 stack rồi đó. Ui đông. Con này không có mâm ma dương tới chơi được à. Ui đã thật sự nhảy phát ra. Nhảy phát ra sông luôn anh em ơi. Ai, nhảy vào nhà luôn được chứ. Ồ không tới à. Mình cứ tưởng bay vào nhà nó được chứ. Ai. Đang nhanh dữ rồi. Mình thấy mình hơi hơi kỳ thì phải. Mình quy thằng Grave thì mình không quy, mình quy thằng Caitlyn. Xong cái à. Xong cái mình chết luôn. Đâu nhở? Tưởng quy vô cái đánh nó chết chứ, chỉ cho biết cái hồi máu. Tưởng mình quy hoay, hóa ra là nó dụ mình. Lại về đâu? Thôi bỏ đi. Đây nó yếu. Hết mắt rồi. Tỏng. Trừng phạt. À đéo chết. Mình trừng phạt sớm nhưng khi chết ha. Được anh em ơi. Vô chết mình đi chứ. Và bao nhiêu đam nhở? 135 đam không chết nhưng mà có làm chậm. Ê, nghĩ mình sẽ quy chúng chứ. Mình quá tự tin rồi. Dụ ra đánh em ơi. Team mình tanh không mất máu. Tìm góc đẹp đánh đi. Tưởng tiếp bị ăn mấy lần chứ. Tọc 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 tọc. Okay.